xin kính chào quý vị và các bạn Hiện tại khối khí lạnh lục địa có cường độ ổn định và di chuyển sang phía đông, chi phối các tỉnh miền Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội nên thời tiết trong ngày hôm nay phổ biến là nhiều mây, sáng sớm có mưa rào nhẹ, trưa chiều trời có thể hứng nắng yếu nên nhiệt độ nhích nhẹ hơn so với ngày hôm qua. Riêng các tỉnh vùng núi cao như là Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang và Cao Bằng do chịu ảnh hưởng kết hợp của vùng hội tụ gió Tây Nam ở trên tầng cao nên tại đây trời nhiều mây, có mưa rào và rông với lượng khá, đêm và sáng trời lạnh. Đáng lưu ý đó là từ đêm nay, khối khí lạnh lục địa trên tiếp tục được bổ sung yếu xuống phía nam, mưa rông sẽ xuất hiện trên toàn khu vực Bắc Bộ, nên nhiệt lại bắt đầu giảm dần. Thấp nhất ban đêm có thể xuống mức từ 20 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Các tỉnh thành Bắc Trung Bộ trong ngày hôm nay vẫn phổ biến nhiều mây, có thể có mưa rào nhẹ vào thời điểm đêm và sáng sớm. Nhưng đến ban ngày thì trời giảm mây, hừng nắng, với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến quanh mức từ 29 đến 31 độ. Trong khi đó, thì khu vực Trung và Nam Trung Bộ vẫn chịu ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông từ rìa của cao áp cận nhiệt đới. Chiều tối vẫn có thể xảy ra mưa rào và rông rải rác. Tuy nhiên, thì lượng mưa đã giảm hơn và sang đến ngày mai thì mưa tại đây giảm hẳn, thời tiết thuận lợi hơn cho các hoạt động lưu thông trên đất liền cũng như là trên biển. Lên tới vùng cao Tây Nguyên, trong ngày và đêm nay thời tiết ít có sự biến đổi, chỉ có mưa rào và rông ở một vài nơi, ban ngày trời nắng, với nhiệt độ cao nhất ngày vào khoảng 28-31 đến 31 độ. Thời tiết thuận lợi cho bà con thu hoạch cà phê cũng như là trồng trọt chăm sóc các loại cây quả. Dù đến các tỉnh Nam Bộ, thời tiết tại đây duy trì với trạng thái là ban ngày trời nắng, chiều tối có thể có mưa rông cục bộ với lượng mưa tập trung nhiều hơn tại các tỉnh miền Tây của Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất ngày tại các tỉnh miền Đông có thể lên tới từ 33 cho đến 34 độ, còn ở các tỉnh miền Tây thì thấp hơn từ 1 đến 2 độ. Nhìn chung thời tiết ít ảnh hưởng đến các hoạt động lưu thông và sinh hoạt hàng ngày của người dân nơi đây. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn sẽ được dự báo như sau. Thủ đô Hà Nội trong ngày hôm nay vẫn duy trì với kiểu thời tiết nhiều mây, có thể có mưa rào nhẹ vào đêm và sáng sớm. Ban ngày trời giảm mây, tạnh giáo và hừng nắng nhẹ, với ngưỡng nhiệt cao nhất, giao động xung quanh ngưỡng từ 28 đến 29 độ. Tuy nhiên, đến khoảng chiều tối và đêm nay, khi mà không khí lạnh tăng cường xuống thì trời sẽ chuyển nhiều mây hơn, xuất hiện những cơn mưa rào, người dân khi lưu thông nên mang theo vật dụng che mưa. Cùng với mưa thì nền nhiệt độ cũng sẽ giảm dần, trời chuyển lạnh. Thành phố Cảng Hải Phòng trong ngày hôm nay do trừ gió đông nam hoạt động mạnh nên trời khá là nhiều mây, độ ẩm cao và đôi lúc xuất hiện mưa giảm nhẹ vào thời điểm sáng sớm. Từ chiều tối về đêm nay khi một khối khí lạnh lục địa tiếp tục được bổ sung xuống thì tại khu vực này mưa sông bắt đầu tăng lên về lượng. Khu vực ven biển bà con cần lưu ý cảnh giác với gió rất mạnh đi kèm trong cơn rông. Sau đến ngày mai thì nhiệt độ bắt đầu có xu hướng giảm dần, những cơn mưa ít nhiều ảnh hưởng đến các hoạt động nuôi trồng và chế biến các loại nông thủy hải sản. Ngoài ra thì việc không phơi đồ đạc của người dân cũng không được thuận lợi. Trong ngày hôm nay nhiệt độ tại thành phố Cảng sẽ không vượt quá là 28 độ. Thuộc khu vực Trung Trung Bộ nên thời tiết tại thành phố Đà Nẵng trong ngày hôm nay cũng như là một vài ngày tới phổ biến có mây thay đổi, ngày có nắng, vào thời điểm chiều tối có thể xuất hiện những cơn mưa rào, nhiệt độ cao nhất ngày sẽ nhích nhẹ dần, tuy nhiên sẽ chưa quá cao, phổ biến xung quanh mức từ 29 đến 30 độ. Thời tiết nhìn chung là khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời hoặc du lịch biển của khách du lịch. Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay sẽ duy trì trạng thái thời tiết là mây thay đổi, ngày có nắng. Trưa chiều nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng từ 33 cho đến 34 độ. Người dân cần lưu ý nên uống nhiều nước và hạn chế ra ngoài vào thời điểm này để đảm bảo sức khỏe. Về chiều tối và đêm thì thành phố vẫn có thể xảy ra những cơn mưa rào nhẹ, khiến cho nền nhiệt giảm nhẹ đi đôi chút. Người dân khi lưu thông nên mang theo vật dụng che mưa tiện ích. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm sẽ giao động quanh mức là 25 độ. Thời tiết tại thành phố Cần Thơ trong ngày hôm nay cũng như là 2 đến 3 ngày tới cũng không có nhiều biến động. Nhiệt độ cao nhất ngày sẽ ở vào khoảng 32 cho đến 33 độ, độ ẩm ít thay đổi. Kiểu thời tiết này khá là thuận lợi cho bà con nuôi trồng và thả giống các loại thủy hải sản. Tuy nhiên thì những cơn mưa rào bất chợt vẫn có thể xuất hiện vào thời điểm chiều tối, nên người dân cần lưu ý khi nhanh chóng thu dọn, bảo quản đồ nông sản của mình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.